Nhìn con nước ngoài sông ta chạnh lòng bao niềm nhớ, cơn gió khẽ lay cành cũng xao động cả tâm tư. Bởi quê hương luôn là chốn tìm về, là liều thuốc chữa lành bao vết thương trong cuộc sống. Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Chiều hôm nay thì Tài cũng đang còn có mặt ở nhà chị Hồng Loan, số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ này là cũng chiều lắm rồi cả nhà. Hồi nãy thì trời mới vừa mà tạnh mưa xong, trời quang mây tạnh mát mẻ ha, bà con cô bác mình đến ủng hộ chị Hồng Loan nha. Shop tới 9 giờ mới đóng cửa lần cả nhà, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối ha. Đó, đây là nhà của chị Hồng Loan này, cô chú anh chị. Ủa, cái gì chuyện gì? À, hiện tại là chị họ hôm nay cũng đã nói là Hồng Loan á, cái nhà hiện tại của thầy sĩ cố chú Vũ Linh xuống cấp rất là dữ rồi, mới sửa chữa lại cho chị Hồng Loan. Có rất là nhiều chỗ xuống cấp luôn của chú anh chị, em cũng thấy ha. Ví dụ như đây là cái cửa sổ nè, bị rỉ sét hết rồi nè. Đây cái trên cũng bị rỉ sét nè. Đó, cái ở trên cao nữa là như là công ty mà nước thấm vào trong rồi, nó cũng đã nứt hết rồi. Và đặc biệt là hai chú ngựa nè, cần phải theo như chị Phương Lê, chắc có chị Phương Lê cũng suy nghĩ tới cái vấn đề này nè, là làm cho nó mới lại giống như là mã đáo thành công vậy đó. Hai chú ngựa sông mã này thật sự rất là may mắn đem tài lộc lại cho chị Hồng Loan của chú anh chị. Đó, thì khi mà Bác Năm theo như em nghĩ ha, khi mà Bác Năm đã mất rồi á, thì cái món quà mà vô giá trị nhất là đây là cái căn nhà đây và cái hai chú ngựa này nè cả nhà. Chú ngựa nó có mang một cái giá trị là tài lộc, tránh đi thị phi và đem lại may mắn cho chị Hồng Loan. Đó, thì nghe được cái tin là chị Phương Lê có ý định là muốn sửa chữa lại nhà cho chị Hồng Loan, và nói là em cũng rất là mừng luôn. Vì nhà của Bác Năm từ xưa tới giờ nghe nói đâu là chưa qua một lần sửa chữa nào, đúng không? Nghe nói là chưa qua một lần, bây giờ nó đã xuống cấp rất là nghiêm trọng. Đây cô chú nhìn cái bên nhà người ta đúng không? Bức tường của cái bên bức tường của Bác Năm với lại tiếp giáp với lại tường của nhà cái bên nó đã bị nứt rồi cả nhà. Nó đã có dấu hiệu nứt rồi ha. Ở dưới cửa sổ thì nó cũng bị rỉ sét nè, rong rêu bám rất là nhiều. Từ ở trên lầu, ở trên là có những cái gọi là mảng xi măng, bê tông cũng đã rớt xuống nè. Ở phía dưới đây cũng vậy cả nhà, ở chỗ cái đường ống nước nè, thấy không? Nó bị bê tông nó bị bể ra luôn. Ở cô chú anh chị, bê tông nó bị bể ra luôn. Phải nói là cần phải phục hồi lại và sửa chữa lại chú anh chị. Này để lâu quá nó sẽ bị ngấm nước rồi vào bên trong anh. Ngấm nước rồi có thể là bị mục ha. Mục nó sẽ rớt xuống luôn á. Tại vì nước đã ngấm vào bên trong thì nó sẽ không còn độ kết bám nữa. Cái khu dưới đây cũng vậy. Cây bồ đề. Nó đã ăn rễ vào bên trong. Nó nhỏ vậy thấy tai hại quá. Ăn rễ vào bên trong mà nó nguyên một rất là bự luôn. Nó nứt hết rồi cô chú anh chị, rong rêu nó bám rất là nhiều ha. Hôm bữa là có cái cô đó, cô nói là không nên là để cái cây này đây, cần phải xử lý, thì gia đình cũng đã tiếp thu ý kiến rồi nè, đã xử lý xong mà không biết là nó có mọc lên lại hay không, tại vì cái cây này nghe nói là nó sức sống nó ghê lắm. Rồi nó có một nhánh nhỏ rồi nó mọc lại, chỉ cần có một cái rễ hay là cái gì đã còn lại á là nó sẽ mọc lại. Hy vọng là đừng mọc lại, tại vì nó án ở phía trước cửa nhà đó, thì nghe nói là không hay không tốt. Qua bên đây nè, bên đây còn giữ nữa nè. Cái này phải nói là nghe một thông tin về chị Phương Lê mà muốn giúp chị Hồng Loan để sửa lại căn nhà này á, thì phải nói là theo như Tài nghĩ thì cũng rất là nên sửa lại cho nó khang trang, cho nó mới. Đó, đây nè. Là cô chú anh chị, chỗ này ha. Rồi, ôi, cây nó mọc đây luôn rồi nè. Cây này chắc cây cỏ đó. Giống như là cây chó đẻ nhưng không phải ha. Nó giống vậy á. Cây chó đẻ còn có một cái tên mới đó, là biết cây gì không? Cây Diệp Hạ Châu. Thì nó là Diệp Hạ Châu đó, là cây chó đẻ đó, dân gian mình gọi là cây chó đẻ. Mình quay như vậy đó là sẵn quảng cáo cái dịch vụ vận tải chuyển nhà luôn đó. Nó chơi ác thiệt ha, cái nhà người ta mà nó dán lên như vậy. Dán được hay ha. Làm mất thẩm mỹ mỹ quan. Bởi vì cái này là không được, cần phải lên tiếng với cái này nè. Tự nhiên dán nhà người ta kỳ thôi. Dán vô cột điện đi cho nó cũng được đi. Hiện tại bây giờ nhà cũng rất là nhiều luôn anh.
nhìn nè, nè. Mé bên đây nè, đây mé bên đây là cũng con lỗ nữa nè, lỗ nè. Mà sao nó bị bể lỗ này kỹ ra? Xi măng hiện tại bây giờ là mình ảo nhân với tải 6 gia tỷ nha, là 100% đi. Bây giờ còn lắp thêm 30% thôi. Đổ xuống cấp ha. Nó đã gần xi măng nó không còn tiếp nữa rồi, nó một hết rồi. Em đi lên phía trên cho ông bác xem. Đây lầu 1, lầu 2 đây nha. Xuống cấp rất là trầm trọng của chú anh chị. Đặc biệt là chỗ này nữa nè, của chú anh chị ở dưới chỗ này nè, chỗ mấy cái cây nè. Mấy cái cây sao nó bám vô tường nè. Rễ không luôn nè. Cái này hồi trước là có một cái cây cái gì? Cái chậu à, cây chậu bà hả? Chậu bà đúng rồi. Chậu bà hả? Đó. Nó rất là nhiều luôn. Nếu chú anh chị nói rồi sao để cho nó đậm gạt quá chứ. Xong rồi trong nhà cũng có góp ý kiến là ra bỏ nữa đi. Và xong là trồng lại những cây này. Cây ở dưới là cái cây bạc hà núi. Núi. Với lại mấy cái bông gì đó tôi không biết nữa cô chú chị. Đẹp luôn. Đẹp nha. Đây hiện tại cái đường này cái này mình rồng ống nước xuống luôn nè. Rồng rêu nè cô chú chị. Có đóng rồng luôn nè. Rồng rêu luôn mà. Dễ bị một tường đó, bên đó là một tường đồng xong rồi tấm rớt ngoài hết luôn. Đồng rồi, nó rớt mà ít, mấy tấm nó rớt rồi nè. Rớt hết nó lởm chởm rồi nè, lon lỗ nè cô chú anh chị. Bên đây nè. Xi măng hiện tại xi măng này làm lâu xưa rồi, giờ nó không còn cái chính nữa, nó rớt hết mấy tấm này đúng rồi cơ. Phải nói là chị Phương Lê lên tiếng là một điều quá tuyệt vời nè cô chú anh chị ha. Nè, cái này cũng vậy nè. Nó cũng đã bung hết rồi. Mà đặc biệt ha, theo như tài biết á, là đặc biệt và cũng rất là mong muốn luôn để cho tòa án xử nhanh nhanh đi, để dọn cái đống đồ này đi nè. Nè, cái đống này nè, chỗ này nè, thấy không? Nó để lâu ngày mưa thấm vô rồi bắt đầu nó ẩm ướt, nó không khô nổi á. Ví dụ như những chỗ khác đi, thì nó thấm ướt thì nó còn khô ha. Còn như chỗ này đi, thì nó thấm ướt, nó không khô. Ẩm nước xuống tới dưới luôn nè, nó quá nguy hiểm luôn. Đúng rồi, nó sẽ làm một tường nè. Và nó dơ, nó và có thể là nó gây hôi ở trên, ở phía trên 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 nó bị rớt cái gì ra, lòi sắt ra luôn nè. Phía trên ở trên đó là hiện tại là rất là xuống cấp luôn nè, nó lòi sắt ra luôn nè cô chú anh chị. Lòi sắt ra luôn, thấy không? Nó lòi sắt ra luôn nè. Còn ở chỗ cái đống đồ của ve nè, đống đồ của ve này rất là dơ cô chú anh chị ha. Thì cả nhà mình á, cô chú anh chị thường nói là đem xuống đi, nhưng mà không có đem được đâu cả nhà. Tại vì đồ của ve đã bị niêm phong rồi. Thì cái đây thì cô chú gọi là rác, nhưng thật chất là đã không được đụng vào. Nếu đã được đụng vào thì đã dọn từ lâu rồi, phải chờ ngày xử lý thôi đó cô chú anh chị. Chứ đúng ra dọn là dọn được là dọn lâu rồi, chứ để đó thì nó cũng dơ cô chú anh chị ạ. Đó. Và em cũng muốn dọn xuống để biết được là cái bí ẩn ở bên trong cái con gấu và trong cái đống đồ đó nó có cái gì trong đó, những kỷ vật vô giá trị của Bắc Năm ở trong đó cô chú anh chị. Ai cũng mong muốn là biết đó. Mấy ngày hôm nay á, thật sự mà nói nha, là có rất là nhiều người tò mò tới tìm tới cái con gấu này để hòng giống như là lấy đi, hình như là trong đó nó có cái gì á, người ta cứ mò tới ra hoài luôn. Và có những người lạ nha, có những người lạ tới thường xuyên trong mấy ngày này cô chú anh chị. Tại vì ngày mai là ngày đại tháng của bé cu Bill rồi, thì cô chú chị biết có thể là người ta phá. Thường người ta nói câu là đánh không được cái đánh lén, ăn không được phá cho hôi đó. Thì tụi em cũng rất là sợ cô chú chị. Nên cái này thì cần em mong muốn là phải xử lý nhanh nhanh. Chắc cô chú anh chị cũng đồng tình ý kiến với hai anh em chúng em chứ, đúng không? Dạ thì con chị hôm nay á có nói với chị Hồng Loan á là sẽ đầu tư cho chị Hồng Loan, thì không có nhỏ đâu, khá là lớn luôn, để mà sửa nhà rồi, tại vì nhà xuống cấp quá rồi. Nhưng mà chị Hồng Loan dứt khoát không chịu luôn, như thế này không đồng ý hả? Dừng đâu không chịu luôn. Chị Phương Lê rất là thương chị Hồng Loan luôn, là muốn bỏ luôn số tiền của chị ra để mà chị một phần á. Chị Hồng Loan, chị Phương Lê biết là chị Hồng Loan cũng mới kinh doanh á. Tiền đôi khi phải lo đủ thứ luôn, và lo cho con, và lo gia đình rất là nhiều chuyện luôn. Nên chị Phương Lê biết là chị Hồng Loan đôi khi tìm nét thay vốn rất là nhiều. Nên chị Phương Lê đã nói ra, tôi có thẳng thắn ra là để giúp đỡ cho chị Hồng Loan một số tiền rất là lớn để mà sửa nhà lại. Mà chị Hồng Loan từ chối, không nhận. Mà Tài nghe nói đâu đâu là chị Phương Lê đã gọi chị Hồng Loan là em gái rồi đúng không? Đúng rồi. Là em nuôi đó đúng không? Đó.
tùy, nhưng mà em theo như em thì không biết sao nha, nhưng mà đã như vậy rồi thì mình chị Hồng Loan nên nhận tấm lòng của chị Phương Lê để sửa sang lại cái nhà của bác Năm để được mới hơn. Mình không thay đổi hiện trạng thì mình sửa lại nó như vậy thôi, để như cũ mình sửa lại cho nó mới thôi. Nhưng mà em nói anh nghe, không phải là riêng chị Phương Lê đã lên tiếng giúp đỡ chị Hồng Loan đâu. Cũng có những cô chú anh chị và cô bác ở xa bên nước ngoài hồi xưa đã làm việc với nghệ sĩ Tú Linh, cũng rất là yêu thương người con gái của cậu Nam Vũ Linh, cũng muốn luôn không, đều muốn giúp đỡ cho chị Hồng Loan, nhưng mà chị đều từ chối hết. Chị không nhận luôn. Phải nói rằng là con gái nhờ đức cha là đúng luôn đấy cô chú anh chị. Cậu Năm ngày xưa đi diễn sống rất là chen hòa với mọi người, rất là yêu thương mọi người. Nhiều người người ta mới vào nghề người ta còn yếu, cậu luôn giúp đỡ, nâng đỡ lên và giúp đỡ lên rất là nhiều người, nên rất là nhiều người yêu quý cậu và cũng báo ơn báo đáp cho cậu. Trong lúc mà cậu đã đi không còn nữa thì giúp đỡ cho người con gái của cậu. Nhưng mà chỉ lo không nhận. À, chỗ này ở đây chỗ này coi nè, chỗ này nó nước nó chảy rồi cô chú anh chị. Đây là nó đóng rong nè, nó từ trên xuống dưới luôn nè. Nè cô chú anh chị, nước nó đóng rong từ trên mà nó chảy dài xuống dưới đây luôn nè. Đó cô chú anh chị, cái tình trạng này mà lâu ngày vài tháng là ở dưới đây nó mục luôn nè, là gần đây nè, nó không ăn uống gì nữa hả, nó mục đây luôn nè cô chú anh chị. Chỗ này nè, nó đen luôn nè, thấy không? Quá trời. Phải nói là chị Phương Lê quá đỉnh của chú chị, phải lên tiếng như vậy là quá hay. Đó. Thì cái video này thì em cũng muốn chia sẻ, anh em cũng muốn chia sẻ lại cho quý cô chú chị và các bạn của mình được biết là nhà chị Hồng Loan đã xuống cấp như vậy, và một cái thông tin là chị Phương Lê cũng ngỏ lời, cũng như là tất cả những người yêu mến chị Hồng Loan cũng ngỏ lời để giúp chị Hồng Loan. Nhưng mà chị Hồng Loan vẫn không có đồng ý cả nhà. Hy vọng là trong tương lai chị Hồng Loan sẽ nghĩ lại để coi như là sửa sang lại cái nhà cho nó đẹp. Mình nếu mà mình theo như tài nghĩ, nếu mà mình không có thay đổi kiểu mới thì mình giữ nguyên hiện trạng cái nhà của bác Năm từ trước giờ sao, giữ y như vậy, giống như một cái kỷ niệm, nhưng mà cho nó mới lại, làm cho nó mới lại cả nhà. Đó. Thì em hy vọng là cũng chị Hồng Loan có sự thay đổi. Đúng không? Nên theo như Hậu Nhân có đồng ý không? Là phải làm mới lại để giữ lại cái kỷ niệm của Bắc Nam. Rồi, thôi thì có lẽ là em cũng chia sẻ một chút xíu đôi lời về và cũng như quay vài chỗ cho cô chú anh chị biết là hiện tại nhà của Bắc Nam, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một người gọi là tài đức vẹn toàn, có một công hai, một ông hoàng sân khấu cải lương hầu quản. Đã xuống cấp rất là trầm trọng rồi cô chú anh chị. Hy vọng là trong tương lai chỗ này sẽ được sửa sang lại mới. Chị Hồng Loan đổi ý là nhận lời hậu ý của chị Phương Lê, cũng như là những cô chú kiều bào ở nước ngoài có nhà ý muốn giúp đỡ để cho cái nhà của bác Năm được sửa sang lại cho nó khang trang, cho nó đẹp hơn. Hai cả nhà. Trong cái video này nếu mà có nói gì sai sót lỡ lời hay là có gì không hay không phải, mong cô chú anh chị và các bạn đóng góp ý kiến để em có thể hoàn thiện tốt hơn những video sau ha. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà.